Xin chào mời anh chị và các bạn đến với kênh Đầu Tư Từ Đâu. Chúng ta cùng đến với phần nhận định thị trường cho phiên ngày mai, ngày mùng 7 tháng 12. Như vậy, đóng cửa phiên ngày hôm nay, ngày mùng 6 tháng 12, lượng cổ phiếu khớp lớn của trước đó là mua vào ngày mùng 4 tháng 12 về được bán, nhưng chúng ta thấy là cách thị trường phản ứng rất tốt. VN-Index tăng hơn 10 điểm với thanh khoản sau khi trừ thỏa thuận trên giá đô khoảng độ gần 16.000 tỷ. Như vậy chúng ta thấy là cây nến điều chỉnh ngày hôm trước đó thì là thanh khoản thấp hơn bình quân 20 phiên. Cây nến xanh ngày hôm nay thì thanh khoản bằng so với bình quân 20 phiên, động lượng duy trì tốt. Ngày hôm nay nhà đầu tư nước ngoài cũng bắt đầu bán dòng ít hơn so với hôm qua rồi, bán dòng khoảng 550 tỷ ở trên sàn HO. Thế và chúng ta thấy rằng là rõ ràng là với cái việc mà ngày hôm qua nhà đầu tư nước ngoài bán dòng gần 1.600 tỷ, thị trường còn cân được. Đấy thì ngày hôm nay chỉ cần là bán dòng ít hơn thôi. Đấy thì thị trường xanh thì tôi nghĩ là cái đà hồi phục vẫn sẽ tiếp diễn. Đấy, và chúng ta sẽ thấy là mục tiêu gần chuẩn bị gặp là ngưỡng Fibo 0.5 vùng 1137. Có thể là với cái lực mua lên như ngày hôm nay chưa phải quá mạnh mẽ thì tôi nghĩ là có thể sẽ gặp cái vùng cản này, sẽ lại tích lũy giống như cách mà chỉ số tích lũy 2-3 phiên vừa rồi. Đấy, chúng ta lưu ý. Còn cái quan trọng bây giờ lựa chọn cổ phiếu thôi. Thế thì trong quá trình lựa chọn cổ phiếu thì chỉ có một số các lưu ý. Thứ nhất là chúng ta vẫn quan sát diễn biến sức mạnh thị trường chung, tức là đại diện cho nhóm vốn hóa lớn này, vừa và nhỏ. Thì chúng ta thấy là xác suất cao 87%, tỷ suất bình quân theo thanh khoản là 5%. Nhưng chúng ta nhìn nhóm VN30, xác suất chỉ khoảng lãi là 66% và bình quân là khoảng 1,6% trong vòng một tuần. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng là có sự chênh lệch, tức là cùng một cái sóng đi lên nhưng nếu mà chúng ta chọn sai cổ phiếu thì có thể chúng ta sẽ không tối ưu. Thế thì bây giờ nhìn đại loại trong cái xu hướng nhìn như thế thì chúng ta thấy là nếu cùng một cái mô hình, nếu anh chị nào mà thích giao dịch theo mô hình thì nếu cùng một cái mô hình đẹp thì sẽ ưu tiên chọn nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ hơn là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Đấy, còn chúng ta chỉ đầu tư nhóm vốn hóa lớn trong trường hợp là chúng ta quen giao dịch những mã đó rồi, nhưng kể cả trong mã lớn thì nó cũng sẽ phân hóa. Chúng ta sẽ chọn những nhóm cổ phiếu trong nhóm vốn hóa lớn, nhóm VN30 có mô hình đẹp hơn. Đấy thì tí nữa chúng ta sẽ đề cập đến những cái mô hình đẹp, thế nào là đẹp, thế nào là không đẹp. Đối với cả thống kê các cái chiến lược thì chúng ta thấy cũng rất là rõ, chúng ta có thể thống kê kỹ hơn trên cái công cụ khuyến nghị Fit thì số mã đang trong chiến lược đà tăng mạnh của vốn hóa vừa nhiều hơn so với cả đà tăng mạnh của vốn hóa lớn, bình quân xác suất thống kê về cái khả năng thành công cũng cao hơn. Đấy, cùng là vòng tròn xác suất màu xanh nhưng vốn hóa vừa cao hơn. Chúng ta đi sâu vào cái thống kê gần nhất cách đây 10 phiên thì khuyến nghị 20 mã thì bình quân lãi là 4%, 4,03% sau 2 tuần. Đấy, còn đối với cả chiến lược vốn hóa lớn thì khuyến nghị 11 mã nhưng bình quân lãi chỉ khoảng 1,86%, tức là nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa đang hiệu quả ít nhất là gấp đôi, tức là tối ưu hóa hơn gấp đôi so với nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Đấy, nên chúng ta lưu ý là trong quá trình lựa chọn cổ phiếu để tận dụng sóng đi lên của thị trường thì tôi nghĩ là vẫn tập trung, nếu đánh trên nền cơ sở chúng ta sẽ tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa. Đối với cả phái sinh, hiển nhiên rồi, với cái diễn biến của nhóm VN30 chậm như vậy thì chỉ số phái sinh đến ngày hôm nay VN30 M1M vẫn chưa xác nhận được đường MA5 cắt lên đường MA20. Tuy nhiên, chúng ta thấy động lượng tốt và sức mạnh của VN30 ở trạng thái mạnh dần nên chúng ta hoàn toàn có thể canh long, và như ngày hôm qua chúng ta có chia sẻ về việc là ngày hôm nay chúng ta sẽ chờ tín hiệu sau khi đóng long ngày hôm qua ở quanh cái khu vực khoảng 1105. Đấy, khi mà cắt xuống đường MA5 và đường MA20. Đấy thì theo khung đồ thị 15 phút thì đầu phiên ngày hôm nay bắt đầu ở khung giờ 10 giờ bắt đầu xác nhận đường giá cắt lên đường MA5, đường MA5 cắt lên đường MA20. Đấy, và cái điểm long sáng nay và động lượng tích cực ở thời điểm đó thì chúng ta có thể mở long ở khu vực 1103 và 1103 đến 1104. Đấy, và chúng ta đến cuối phiên là nó đã đổ về 5 con 1. Đấy, thì rõ ràng là chúng ta thấy là chúng ta giao dịch một cách có kỷ luật là chúng ta có lợi nhuận ngay trong phiên. Đấy, còn cái ngưỡng đóng thì bây giờ bởi vì là đường MA5 vẫn đang nằm dưới đường MA20 nhưng tôi nghĩ rằng là đến phiên ngày mai thêm một cái cây nến nữa thì tôi nghĩ là đường MA5 sẽ cắt lên đường MA20, và với cái trạng thái MA5 cắt lên đường MA20 thì tôi nghĩ cái giá mục tiêu sắp tới gần nhất của VN30 F1M có thể sẽ lên ngay khu vực 1123. Đấy thì chúng ta có thể là cân nhắc chốt lời đóng vị thế
khi mà mở ở ngày hôm nay ở quanh khu vực 1103 1104 ở khoảng 1123. Đấy, còn nếu mà chúng ta không thích đóng chốt lời chủ động thì chúng ta có thể chờ. Đấy, giống như ngày hôm trước, đấy, chúng ta chờ đợi cho tín hiệu giao cắt đường MA5 cắt xuống đường MA20 và đường giá cắt xuống cả đường MA5 và đường MA20 thì chúng ta đóng lệnh long lại. Đấy, còn đấy giống như hôm trước, nếu chúng ta chủ động đóng ở cái ngưỡng cản ở quanh cái khu vực 1115 thì chúng ta cũng sẽ đỡ được 10 điểm. Thì tương tự vậy, có thể là nếu chúng ta không không đóng chủ động ở quanh cái khu vực 1123 thì có thể khi nó lùi xuống nó trùng về, có thể chúng ta chỉ chốt lời được quanh khu vực khoảng 1115 1117 thôi. Đấy, nhưng bù lại cách cách làm như vậy thì có được cái lợi thế là nhỡ đâu nó không dừng lại ở 1123 mà nó lại bứt tiếp. Đấy, nó bứt tiếp. Đấy, thậm chí nó có thể lên luôn đến cái khu vực sau cái đường đường Fibo 1.382, có thể nó lên luôn khu vực Fibo 0.5 thì sao, hoặc là nó lên đoạn giữa giữa Fibo 0.382 và Fibo 0.5, tức là khu vực khoảng 1135 1137. Đấy, thì rất có thể có cái kịch bản đấy. Nên thực ra là hai cái cách bán thì mỗi cách bán có một cái ưu nhược điểm khác nhau. Đấy, thì tùy vào cái khẩu vị rủi ro cũng như là cái chiến lược mà các anh chị và các bạn lựa chọn thì các anh chị có thể theo một trong hai cách đó. Đấy, còn trong giai đoạn này thì chúng ta không tính vội ở cái chiều sọt. Đấy, bởi vì chiều sọt nó sẽ không thành công, xác suất thành công thấp. Nói chung là kinh nghiệm của tôi là lúc mà sức mạnh thì ở chung và sức mạnh viên 30 mạnh dần, và đồng thời nếu mà chúng ta quan sát cùng 15 phút mà đường MA20 nằm trên đường MA100 là thôi, tuyệt đối không canh sọt. Nếu mà không thích long thì thôi chúng ta bỏ qua cái sóng đó. Đấy, nhưng còn nếu mà chúng ta canh sọt ở những cái khu vực này, nói chung xác suất thành công nó sẽ thấp và khả năng chúng ta mất tiền sẽ cao. Rồi, chúng ta sẽ phân tích một số các cái mô hình dựa vào các cái cổ phiếu tăng tốt nhất cũng như là tiêu cực nhất và tích cực nhất của nhóm VIN30 để chúng ta đánh giá. Thế ngày hôm nay tiêu cực nhất thì chỉ có mỗi Vinhome thôi, gặp cái áp lực bán dòng rất mạnh của nhà đầu tư nước ngoài thì khó mà giữ được trận đấy, đỏ. Nhưng thực ra là đến cuối phiên là cũng có tín hiệu rút chân đấy, nhưng tôi đánh giá là cái mô hình của Vinhome nói chung là không quá đẹp, đấy, không quá lý tưởng để chúng ta canh mua vàng. Chúng ta chờ đợi cái mô hình này, chúng ta chờ đợi bán là chính. Đấy, chúng ta chờ một chút. À, chúng ta đến với Vinhome này. Đấy, Vinhome chúng ta thấy là cuối phiên là có tín hiệu rút chân, tại vì thị trường tốt rút chân về đến có những lúc trong phiên là gãy cái đường 20. Đấy, và tôi nghĩ là cái yếu tố rút chân được là bởi vì là đường MA5 vẫn đang nằm trên đường MA20 nên đâm ra là cái xu hướng nó vẫn có những cái xu hướng cái lực mua hỗ trợ. Đấy, nhưng mà thực sự là với cái động lượng đang yếu dần như này rồi thì tôi nghĩ là sẽ canh bán nhiều hơn. Đấy, một là chúng ta chờ đợi nó quay lại khu vực quanh quanh cái khu vực giai đoạn vừa rồi, quanh quanh khu vực 41. Đấy, hoặc là nếu mà đóng cửa sau 2 giờ mà nó không giữ được khu vực 40 thì phải canh bán thôi. Đấy, còn nếu mà muốn chờ rõ nét hơn nữa thì chờ đường MA5 cắt xuống đường MA20. Đấy, và chúng ta có thể cơ cấu sang mã cổ phiếu khác. Đấy, nếu mà anh chị nào đang có Vinhome chúng ta có thể chuyển đổi, tại vì sóng tăng tôi nghĩ vẫn còn. Đấy, vẫn còn cái sóng tăng thì chúng ta không tội gì mà chúng ta cứ nằm giữ ở đây không tối ưu. Chúng ta chọn sang những cái mô hình khác, có thể chọn một cái mô hình đẹp. Tí nữa chúng ta sẽ xem một số các mô hình đẹp và chúng ta chọn ở trong nhóm vốn hóa vừa. Đấy, thì ở trên công cụ khuyến nghị feed cũng chỉ ra rất rõ ràng rồi. Đấy, chỉ có điều là các anh chị chọn cái nào thì theo mô hình nào thì tùy thôi. Đấy, thì bây giờ tí nữa các anh chị có thể tham khảo ở trong cái danh mục vốn hóa vừa ở đây. Đấy, còn cái mô hình giá thì để chúng ta phân tích thêm một số các cái cổ phiếu tăng tốt để chúng ta xem mô hình giá nào chúng ta sẽ thích hơn. BCM tăng mạnh nhất vẫn là câu chuyện BCM. Đấy, còn những cái thông tin tốt. Đấy, nhưng mà chúng ta phải bắt đầu đuối rồi đúng không? Đấy, ngày hôm nay thì đường MA5 đã xác nhận cắt lên đường MA20, nhưng chúng ta đấy là khi đường MA20 nằm dưới đường MA100 thì khi diễn biến giá chuyển động lên trên đường MA100 thì muốn duy trì được cái trạng thái xanh tích cực thì thanh khoản thậm chí còn phải lớn hơn so với cả phiên hôm trước. Nhớ thì ngày hôm nay thanh khoản hụt nên tạo ra một cây nến đỏ như này, là cây nến như này là khả năng đảo chiều ở phiên ngày mai rất là cao rồi. Đấy, và chúng ta thấy cũng trùng vào cái khu vực canh bán. Đấy, thì khi mà đường MA20 nằm dưới cái đường MA100 thì thông thường cái khu vực mà lý tưởng thì cao nhất mà chúng ta có thể nên kỳ vọng thì cũng chỉ là Fibo ngay cái ngưỡng Fibo đằng sau cái đường MA100, thì ở đây là cái Fibo khoảng 0.5. Đấy, có nhiều trường hợp thì nó có thể lên cái Fibo 0.618. Đấy, nhưng với điều kiện là đường MA100 nó hướng dốc lên trên hoặc là nó không quá dốc xuống dưới như thế này thì có thể kỳ vọng ở cái Fibo 0.618. Nhưng nếu mà đang dốc xuống như thế này thì tôi nghĩ là một cái giải Fibo ngay sau đường MA100 thì có thể là Fibo 0.5 vùng 69. Thế thì nếu mà anh chị nào mà giai đoạn vừa rồi biết tin, đấy, biết những cái thông tin liên quan đến BCM thì đây là những cái lúc để chúng ta chốt lời đối với cổ phiếu này.
mô hình của BCM chốt lời MWG. MWG có vẻ bắt đầu mô hình giá ổn hơn. Đường MA5 bắt đầu là ngày mai thôi, tôi nghĩ là sẽ xác nhận cắt lên đường MA20. Thế thì chúng ta có thể tranh thủ những cái cú nhúng về, tại vì động lượng vẫn ổn. Cú nhúng về tại vì khối lượng mua lên như thế này chúng ta thấy là cũng không phải quá mạnh, nên cái chuyện mà nhúng về là chuyện bình thường. Thế thì nếu mà nhúng về quanh cái khu vực khoảng 40.2 đến 40.5, tôi nghĩ có thể canh mua. Để kỳ vọng là gì? Kỳ vọng cái nhịp này sau khi xác nhận cái mô hình sóng hồi đường MA5 cắt lên đường MA20 đấy, và động lượng tích cực thì có thể sẽ hồi về quanh cái đường MA100 đâu đó khu vực 46. Còn kể cả nó không lên được đến đường MA100 thì nếu mà nó lên được, chúng ta mua được quanh khu vực 45 mà nó lên được khoảng 435 thì ít nhất là chúng ta cũng có một cái dư địa lợi nhuận. Đấy là chúng ta chọn MTG, hoặc là chúng ta xem trong những cái cổ phiếu mà trong vốn hóa vừa có cổ phiếu nào có mô hình tương tự, thế thì chúng ta có thể là áp dụng để mua, có thể tỷ suất sinh lời nó sẽ cao hơn. Đấy, như chúng ta vừa xem các cái thống kê là tỷ suất sinh lời nó đang gấp đôi. Vậy mô hình của MTG là có thể bắt đầu là chấp nhận được. Tiên Phong Bank. Tiên Phong Bank thì so với các cổ phiếu ngân hàng khác thì có vẻ đang khỏe hơn. Xác nhận được đường MA5 cắt lên đường MA20. Tuy nhiên là với đường MA20 nằm dưới đường MA100 ấy, thì cái câu chuyện là chúng ta cũng chỉ kỳ vọng canh bán ở từ đường MA100 cho đến những cái ngưỡng Fibo phía sau, ví dụ Fibo 0.5 vùng khoảng 17.8, hoặc là tối đa là Fibo 0.618 vùng 18.4. Thế rõ ràng bây giờ chúng ta thấy ngày hôm nay nó gặp đường MA100, nó có tín hiệu lùi về như này rồi, thì rõ ràng cái mô hình mua như này thì tôi nghĩ là không đẹp lắm. Đấy, nên nếu mà anh chị nào đang có sẵn cổ phiếu thì chờ bán thôi. Đấy, chờ bán ở nếu mà lý tưởng nhất thì bán được quanh khu vực 18.4, còn không chúng ta phải xem cái phản ứng của cổ phiếu ở quanh cái khu vực 17.8 như thế nào. Đấy, thì đấy là cổ phiếu Tiên Phong Bank. SAB. SAB có vẻ là chúng ta có thể tận dụng cái mô hình này rất khá giống là mô hình của MTG, là bắt đầu là động lượng bắt đầu đảo chiều trở lại và đường MA5 nằm trên đường MA20 và chúng ta kỳ vọng là sẽ hồi về quanh cái đường MA100 khu vực khoảng 71. Thế thì với cái tín hiệu của SAB như mô hình như thế này thì chúng ta có thể canh mua quanh khu vực 65. Cắt lỗ ngắn hạn chúng ta sẽ để ở đường MA20 khu vực 63 đấy, và kỳ vọng là lên cái khu vực đường MA100 khu vực khoảng 713 đấy, thì cái mô hình này là ổn đấy, còn được động lượng cũng ổn rồi. Nếu anh chị nào không thích SAB thì chúng ta có thể tìm trong cái danh mục cổ phiếu vốn hóa vừa. VPBank. VPBank thì như chúng ta nhìn giống ngày hôm qua thì cũng không thay đổi nhiều, tức là ngày hôm nay đường giá lên trên đường MA20 nhưng đường MA5 vẫn nằm dưới đường MA20 thì rất dễ có những cái phiên kéo ngược giống như cái phiên ngày hôm qua, nên là chúng ta sẽ tránh mua ở thời điểm này. Đấy, còn cái việc mà chúng ta canh bán thì bây giờ chúng ta phải chờ thôi, tại vì là động lượng thì bây giờ vẫn ổn, thì rất có thể mặc dù nó chưa xác nhận được cái mô hình mua đấy, nhưng có thể nó cũng sẽ đi lên. Đấy, khi mà đi lên như vậy thì nếu mà quay được lại cái khu vực 20 thì tôi nghĩ là quanh cái đường MA100 thì nói chung ở vùng này thì canh bán đấy, hoặc là nếu mà nó không lên được 20 mà nó gãy ngược cái khu vực 19.1, gãy cái đường MA5 đóng cửa sau 2 giờ thì chúng ta cũng có phải canh xử lý. Đấy, thì mô hình này là mô hình chúng ta chờ để bán là chính. HPG. HPG mô hình này là mô hình tôi đang thích nhất ở sóng này. Đấy, tức là có đường MA5 nằm trên đường MA20, đường MA20 nằm trên đường MA100. Đấy, và chúng ta có thể là tận dụng cái điểm mua khi mà đang có cái vùng tích lũy. Đấy, ví dụ như Hòa Phát đây có vùng tích lũy này là hoàn toàn có thể canh mua quanh cái khu vực 275 276. Đấy, và chúng ta kỳ vọng những cái mô hình như này, chúng ta sẽ kỳ vọng cái mục tiêu đầu tiên là quay lại cái khu vực đỉnh cũ, tức là khu vực khoảng 29. Đấy, còn nếu mà lên đến đây mà thị trường vẫn dòng tiền đổ và thị trường vẫn tích cực, đấy, nhà đầu tư nước ngoài không bán ròng nữa, đấy, thì tôi nghĩ là hoàn toàn có thể kỳ vọng lên khu vực 31. Đấy, thì đối với MWG thì chúng ta nhớ cái mô hình này. Đấy, thì ở trên nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa tôi thấy cũng có một số các cổ phiếu có cái mô hình tương tự, ví dụ như DIG. Đấy, DIG đây. Đấy, chúng ta thấy cũng mô hình khá tương tự. Đấy, đường MA5 nằm trên đường MA20, đường MA20 nằm trên đường MA100, động lượng tích cực. Đấy, thì chúng ta có thể canh mua nếu chúng ta không thích vốn hóa lớn như cổ phiếu Hòa Phát. Đấy, tại vì chúng ta muốn tối ưu hóa lợi nhuận hơn thì chúng ta mua DIG với mục tiêu gần thì là vùng 30. Đấy, còn thị trường tốt thì có thể lên đến khu vực 33. Đấy, thì cái lựa chọn này thì tùy anh chị thôi, chứ còn cái này thì nó do khẩu vị đầu tư của mỗi người. Techcombank. Techcombank thì
cũng là đường MA5 nằm dưới đường MA20, như vậy rất dễ có những cú kéo ngược, nên chúng ta sẽ không hạn chế mở mua đối với mô hình như Techcombank đấy. Và chúng ta nếu mà chúng ta có sẵn cổ phiếu thì cũng giống như VPBank, kỳ vọng là nếu mà nó hồi lên được quanh khu vực 32 thì canh bán đấy, hoặc là không giữ được cái đường MA5 khu vực 297 đấy thì chúng ta canh bán. Masan cũng là mô hình đường MA5 nằm dưới đường MA20 đấy, thì trước đó chúng ta chứng kiến phiên ngày hôm qua khi đường MA5 nằm dưới đường MA20 thì sẽ bị những cái cú kéo ngược về đấy. Chúng ta tương tự, chúng ta sẽ đặt chặn dưới nếu mà gãy cái khu vực đường MA5 khu vực khoảng 61 thì canh bán, hoặc là cổ phiếu này đi lên chắc là cũng chưa thể kỳ vọng ngay nó lên được cái đường MA100, có thể nó sẽ lên gần thì có thể cái này thì hơi gần quá Fibo này, chúng ta có thể để một cái kỳ vọng nếu chúng ta đang có sẵn cổ phiếu để khoảng 686 đấy thì chúng ta có thể để đây để chờ bán đấy. Còn cái mô hình này thì chúng ta không nên mua mới, nhiều khi là nắm giữ để chờ nó khác với mua mới, tại vì mua mới chúng ta sẽ phải 2 ngày rưỡi sau hàng mới về, mà chẳng may có những cú kéo ngược bất thường chúng ta có thể tổn thất, chúng ta cái việc kiểm soát chúng ta rất là khó khăn, nên đâm ra là cái việc giữ đang có sẵn tay không nó khác với việc mua mới đấy. Các anh chị phải phải nhớ kỹ cái này, chứ nhiều khi mà nhiều nhiều anh chị lại bảo ớ thế có cái mục tiêu ở trên 6 8.6 này thì cứ mua ở đây, nhưng tại sao mua ở đây, cái mô hình khó nhất là vượt qua được cái 2 ngày rưỡi đấy, cái hàng chưa về liệu là nó có duy trì được cái trạng thái này hay nó bị kéo ngược gãy được MA5. Thì nếu mà chúng ta mở cái mô hình này thì theo thống kê tôi cái độ tin cậy nó không cao, nên tôi sẽ không khuyên mua ở những cái mô hình như này. Sacombank, Sacombank cũng vậy, Sacombank thậm chí so với cả cổ phiếu mấy cổ phiếu ngân hàng chúng ta vừa xem còn yếu hơn, bởi vì là chưa gỡ cắt lên được cả cái đường MA20. Đấy thì Sacombank thì nếu mà anh chị nào đang có sẵn hàng thì cũng chặn dưới đường MA5 27.5. Đấy, còn nếu mà hồi lên thì chắc là không định bán ở tiếc rẻ không bán đường MA20 thì chắc lên 29 thì tôi nghĩ là cũng cũng canh bán thôi. 29 tối đa là đường MA100, nếu mà chẳng may mà có được cái cầu cầu đẹp thì cũng chỉ là 29 cho đến khoảng 297 thôi. Đấy, không kỳ vọng xa được. Cổ phiếu cuối cùng ngày hôm nay là trường hợp Gas. Gas thì bắt đầu xác nhận đường MA5 cắt lên đường MA20, nhưng khối lượng mua ngày hôm nay không tốt nên có thể sẽ có những cái cú về kiểm tra lại cái khu vực quanh quanh mốc 78. Thế thì tôi nghĩ là mô hình này là MA5 ngày mai xác nhận cắt lên đường MA20 rồi và động lượng tốt như thế này là chúng ta có thể tận dụng. Nhưng biên của cổ phiếu này thì tôi nghĩ là sẽ không quá cao. Đấy, nếu mà chúng ta kỳ vọng đầu tiên là đến cái đường MA100 hoặc là đến cái quanh cái khu vực 82 thì nếu mà chúng ta mua được ngày mai có cú kéo giật về mua được quanh khu vực khoảng 79 lên 82, thực ra nó chỉ có khoảng chưa được 5% khoảng 4% thì anh chị cân nhắc thêm. Còn nếu mà bây giờ kỳ vọng ngay nó lên cái khu vực Fibo 0.5 vùng 84 hay Fibo 0.618 vùng 86 thì tôi nghĩ là với cái trạng thái của gas như hiện tại khá là yếu thì tôi nghĩ là cũng chưa đáng tin cậy lắm, tại vì chúng ta có thể check cái mô hình sức mạnh của gas. Đây chúng ta có thể vào trong sức mạnh để chúng ta thấy là cái sức mạnh của gas nó chỉ sức mạnh B thôi. Đấy, nó không phải quá khỏe. Đấy, so với cả một số các cái cổ phiếu năng lượng và dầu khí khác, nên đâm ra chúng ta thấy là ví dụ cùng là cổ phiếu dầu khí nhưng cách mà PVS và PVD thì khá là khỏe. Đấy, ví dụ như là PVS có cái đường MA20 nằm trên đường MA100, đường MA5 nằm trên đường MA20 thì thậm chí chúng ta có thể kỳ vọng là 43. Đấy, giá mục tiêu 435 hay như PVD. Đấy, chúng ta có thể kỳ vọng cái vùng mục tiêu là 31 318, nhưng gas thì tôi nghĩ là không không tôi không kỳ vọng, nhìn cái mô hình của gas thì tôi cũng chỉ kỳ vọng quanh quanh 82 cùng lắm là 83, nên anh chị cân nhắc thêm xem là cái điểm 78 79 có mua hay không. Đấy, tại vì mỗi nhà đầu tư có cái quan điểm đầu tư nó hơi khác nhau một chút, có nhiều người thì 3% 4% thì không 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 phải là quá hấp dẫn. Đấy, nhưng có nhiều nhiều nhà đầu tư họ quen đầu tư gas, cảm thấy là đầu tư gas chỉ gas mới yên tâm thôi. Đấy, và chấp nhận được 3 4% đấy, và kiểu quản trị rủi ro chấp nhận là nếu mà chẳng may lỗ thì chỉ hòa thôi, thì có thể là chúng ta quan tâm trường gas. Rồi, chắc là hôm nay chúng ta lại dừng buổi chia sẻ hôm nay tại đây, thì hy vọng những cái chia sẻ vừa rồi tôi sẽ hỗ trợ được cho anh chị và các bạn trong quá trình ra quyết định. Nếu mọi người còn có khó khăn thì có thể liên hệ mở tài khoản với ID 4088 của eBroker để tham gia các nhóm tư vấn trong phiên chúng tôi. Đấy, một lần nữa cảm ơn anh chị đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo của Đầu tư từ đầu.